Chào mừng quý khách đã đến với Yêu Hàng Ngoại Store. Đột quỵ luôn là vấn đề rất nhiều người lo ngại, đặc biệt là người lớn tuổi, người có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu cao. Nguy cơ đột quỵ gia tăng là do lối sống hiện đại, ít vận động, chế độ ăn uống không lành mạnh. Vì thế chúng ta có thể bổ sung thêm viên uống hỗ trợ phòng chống đột quỵ Natural 4060 viên của Nhật, lựa chọn an toàn và hiệu quả cho sức khỏe, cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ, loại bỏ mỡ trong máu, giúp mạch máu trở nên thông thoáng hơn, chống lão hóa, tăng cường sức khỏe, sức đề kháng và hệ miễn dịch cho cơ thể, tăng cường các dưỡng chất để bổ não, giúp hệ thần kinh hoạt động hiệu quả, hỗ trợ điều trị những biến chứng do tai biến, đột quỵ gây ra, ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông, làm tan cục máu đông, thúc đẩy lưu thông máu não. Ngày nên uống 2 viên cùng với nước ấm. Quý khách hãy đến Yêu Hàng Ngoại để được tư vấn miễn phí về sản phẩm hơn nhé. Shop xin cam kết 100% hàng từ Nhật và được đổi trả hàng trong vòng 14 ngày. Nếu phát hiện đây là hàng giả, cảm ơn quý khách đã xem hết video ạ.